Thưa các bác, ở đây thì có một đơn hàng là khách hàng có qua trực tiếp ở cửa hàng bên em và đang tham khảo một con vang. Và đây thì bác ấy theo dõi kênh của bên em và bác ấy cũng đang rất là thích cái mã là con SV88 đến từ nhà hãng là PS Audio. Thì bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, trong đó có thương hiệu mà PS Audio. Thì với cái mã là SV88 là một cái mã mà em đánh giá rất là cao. Đầu tiên là con này thì cái hình thức nó rất là đẹp, nó là sự kết hợp của cả một cái con equalizer đèn nháy rất là đẹp, thì các bác sẽ nhìn đấy. Rất là đẹp. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống âm thanh thì chúng ta vừa nghe âm thanh, đồng thời là chúng ta cũng quan sát thì hệ thống này nó có cái đèn nháy thì rất là đẹp, rất là bắt mắt. Thì đây là cái con vang cơ, và trên cái dòng vang này thì khi mà các bác sử dụng thì nó rất là dễ sử dụng, vì toàn bộ đây chúng ta chỉnh, chúng ta không cần máy tính máy tiết gì cả, chúng ta chỉnh trực tiếp ở trên cái sản phẩm. Và cái con này thì là một cái dòng vang mà cơ có nâng cấp và nó có thêm cái hiệu ứng reverb đấy các bác nhé. Bình thường những cái dòng vang cơ khác ấy, thì nó chỉ trong cái phần tiếng mic nó chỉ có hiệu ứng echo thôi, nhưng mà cái con này thì nó sẽ có thêm hiệu ứng reverb, thế ra là cái tiếng mic của chúng ta sẽ phong phú hơn về hiệu ứng và âm thanh tiếng mic nó sẽ ra hay hơn. Và ở đây là đầu tiên đó là ở chế độ là âm thanh mộc, các bác nghe một đoạn nhạc ở đây thì với cái con này thì âm thanh rất là thoát tiếng. Ở đây em sẽ chỉnh hết tất cả những cái chiếc đáp về 12 giờ các bác nhé. Đây có một cái chiếc đáp này trừ 12 giờ, em sẽ chỉnh hết 12 giờ về chế độ âm thanh mộc. Ở đây đầu tiên thì em sẽ chỉnh hết về 12 giờ, có nghĩa là chế độ phẳng, chế độ âm thanh mộc để các bác nghe cái phần âm thanh tiếng mộc, tiếng xuất xưởng của cái con vang này các bác nhé. Và cái con này thì em đang chạy cái đường tiếng cổng quang học là truyền tín hiệu âm thanh máy ánh sáng, là cái đường tiếng mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất bây giờ, là chúng ta sẽ lấy thẳng trực tiếp tiếng ở trên TV qua đường giải mã tín hiệu quang học luôn các bác nhé. Thì với cái dòng vang này thì bài hát này ở trên TV thì nó có bản quyền, thì em sẽ bật một chút thôi. Thì cái dòng vang này là dòng vang cơ, khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ rất là đơn giản trong cái cách sử dụng. Vừa rồi là các bác nghe cái phần tiếng nhạc, và bây giờ em sẽ tăng một chút cái giải chép ở cái tiếng nhạc, thì các bác sẽ nghe cái phần âm thanh tiếng nhạc, nghe nó sẽ thoát tiếng hơn rất là nhiều. Để các bác biết được là cái cách sử dụng của nó rất là đơn giản. Đây ví dụ cái giải chép này em sẽ đẩy lên này. Đấy ạ. Đấy, thì các bác nghe cái phần, anh nghe cái phần tiếng chép nghe nó sẽ thoát tiếng hơn hẳn luôn. Đấy, thì cái cách sử dụng nó rất là đơn giản, nó chia thành bát, trung thép, chúng ta rất là dễ sử dụng. Ở đây là chúng ta sẽ chỉnh về tiếng music này, gồm bát, trung thép này là tiếng nhạc đấy, và đây là phần mic này, mic tuner có nghĩa là giải equalizer của mic này, bát, trung thép của mic cũng rất là dễ sử dụng. Và đây là cái phần hiệu ứng, thì trong phần hiệu ứng này cho có phần năm cái chiếc áp này chính chỉnh echo, và có phần vang nhanh, vang chậm, vang dài, vang ngắn này. Ở đây thì có bát, trung thép ở trong cái phần echo này, và đây chúng ta sẽ có hiệu ứng reverb ở trong tiếng mic, và đây chúng ta sẽ có cái bo mạch mà chống rú rít mic. Trong trường hợp mà các bác hát ở cường độ lớn mà chúng ta hát với nhiều loa âm thanh lớn và hát gần loa mà nó bị cộng hưởng, bị rút rít mic, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc này để chúng ta kích hoạt cái bo mạch mà chống rú rít mic để âm thanh nó sẽ thoát tiếng hơn các bác nhé, mà nó không bị rít mic. Và trong trường hợp mà ví dụ như các bác có những cái bài hát yêu thích mà các bác muốn không muốn bật tivi mà chúng ta muốn nghe, chỉ nghe đi nghe lại những cái bài hát đấy, thì chúng ta sẽ cóp vào USB và chúng ta sẽ cắm vào đây, thì nó sẽ đọc nhạc số USB ở đây, nhạc là MP3, các bác sẽ cắm đây thì chúng ta không cần bật TV mà chúng ta sẽ có những cái bài nhạc yêu thích chúng ta nghe ở trong cái USB này, cũng rất là tiện. Và đây là cái màn hình hiển thị, nó sẽ thông báo những cái trạng thái đầu vào, cũng như là chúng ta có thể là tua lách bài, hoặc là chúng ta sẽ chuyển trạng thái những cái đầu vào đây, có cái nút input này. Đây các bác sẽ nghe lại cái phần âm thanh này. Cái tiếng tép nghe rất là hay. Và đây em sẽ thử cho các bác tiếng mic. Mic ở đây thì em đang sử dụng cái bộ mic K4000. Cái bộ mic này bên em cũng đang bán rất là chạy vì giá thành rất là hợp lý và âm thanh rất là ok. Giá là dưới 3 triệu. Và cái con vang này S88 này, con vang này giá chi phí thì cũng rất là hợp lý, chỉ dưới 2 triệu 500 nghìn thôi các bác nhé. Đây em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic ở trên hệ thống này. Các bác lưu ý đặc biệt của em là tất cả chế độ này chế độ âm thanh mộc, chưa chỉnh cái gì cả nhé, để nguyên hết đấy. Thì các bác sẽ nghe cái phần tiếng mic ạ. Alo 6712, tiếng rất là ok luôn ạ. Alo 6712. Alo 6712. Đây anh thử cái tiếng mic này. Nó rất là thoát tiếng luôn. Alo 1234. Rất là nhẹ Alo. Tiếng. Rất là nhẹ tiếng đấy. Đấy, thì ở đây thì là cái bộ mic này dưới 3 triệu các bác nhé. Con vang này thì cũng giá rất là hợp lý, giá dưới 2 triệu 500 nghìn. Thì anh có thể anh tự anh xem nó đúng không? Cái này thì tự anh chỉnh được, nó đơn giản, dễ sử dụng lắm. Con này nó dễ sử dụng. Đây các bác này. Tiếng rất là hay, hình thức đẹp. Con này thì phần phía sau ở đây thì chúng ta sẽ cũng đã đầy đủ đường tín hiệu kết nối này. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có đường nguồn vào này, công tắc nguồn này, đường tín hiệu sử dụng nhiều nhất bây giờ đó đường quang học, đây là dây truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng này. Nếu mà anh bắt Bluetooth thì ở đây thì nó sẽ có cái dâu mà tín hiệu Bluetooth đây. Sử dụng cái đường tín hiệu bình thường là đường hoa sen thì có hai cái ngõ vào hoa sen đây. Đường tín hiệu ra thì đây là đường tín hiệu main, đường chính dành cho loa trái loa phải này.
À, đây là đường loa center này. Nếu mà anh có loa trung tâm anh sử dụng cái đường loa center đây. Và đây là đường loa cắt cốt dành cho loa super bass. Đấy thì đây nó chỉnh cái tần số super bass và chỉnh cái âm lượng của loa sup này. À, và ở đây thì chúng ta sẽ có đường loa center thì cũng có cái chiết áp loa center to nhỏ loa center này hoặc là cái chọn loa center là phát nhạc hay phát mic ở đây này. Và đây là đường tín hiệu ra đây. Và cái đặc biệt là con này nó có cái đường tín hiệu ra bằng giác hoa sen là dành cho những cái bác mà hay livestream thì chúng ta cắm cái dây để hát livestream trực tiếp ở trên mạng luôn. Rất là hay. Đường tín hiệu mic thì chúng ta sẽ có giác 6 ly ở đây và giác cao lông 2 đầu ở đây nhé. Thưa các bác thì em đang bàn giao cho khách hàng ở đây thì cái con này thì nó có cái điều khiển từ xa để các bác ngồi từ xa các bác tăng giảm âm lượng hoặc là thay đổi những cái chế độ hoạt động ở trên con vang này các bác nhé. Tặng kèm các bác thêm ngoài phụ kiện ở công ty thì bên em tặng kèm cho các bác là cái dây quang học mà để mà cắm trên tivi truyền tín hiệu âm thanh ánh sáng này. Cái dây này để lắp với là đầu đĩa đầu hát này. Dây này để lắp với cả đường loa súp điện này và cái dây này để bác khách thì bác ấy lắp cái con vang này với cả cái bộ dàn 5.1 để hát karaoke trên bộ dàn nghe nhạc. Đây thì cái dây để lắp với cái bộ dàn này các bác nhé. Đây thưa các bác, đây là bao bì đóng gói của con SV88. Con này có hai màu trắng và màu đen các bác nhé. Giao cho bác khách cái con vàng S88. Anh về nhá. Và các bác hãy ủng hộ và giúp đỡ bên em bằng một cách rất là đơn giản. Đó là trên điện thoại di động cũng như là trên máy tính bảng hoặc là trên TV. Thì các bác sẽ mở cái ứng dụng YouTube lên. Và trên cái thanh tìm kiếm của ứng dụng YouTube thì các bác sẽ tìm kiếm cái kênh của bên em bằng số điện thoại là 0988646683. Sau đó thì các bác sẽ ấn vào tìm kiếm. Thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên cái kênh của bên em. Thì trên đây thì các bác sẽ xem được một loạt những cái video em giới thiệu về những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà âm thanh. Cũng như là chia sẻ, hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng cũng như là đấu nối những cái thiết bị mà âm thanh. Thì các bác hãy ấn vào phần đăng ký kênh để đăng ký ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh ở đây là hoàn toàn miễn phí, nó không mất bất kỳ một cái chi phí gì của các bác. Và để mà ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em nhiều hơn thì các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà hoặc là bạn bè của các bác để các bác đăng nhập vào kênh và ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em các bác nhé. Em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào các bác ạ.